Xin chào tất cả các bạn. Tiếp sau đây, tôi xin trình bày một clip. Đó là vẽ đường elip sử dụng thuật toán Mixpool điểm giữa. Thì như thuật toán vẽ elip bằng cái thuật toán Presenhorn, thì đối với lại thuật toán Mixpool vẽ đường elip thì nó cũng tương tự. Tức là để vẽ một cái đường elip thì chúng ta sẽ tuân theo cái phương trình x bằng x bình phương cộng a bình phương trên y bình phương cộng b bình phương bằng 1. Từ công thức này ta rút ra được y bằng căn bậc 2 của trừ b bình phương trên a bình phương x bình phương cộng b bình phương. Về nguyên tắc vẽ đường elip thì ứng với mỗi giá trị của x trải từ 0 cho đến a thì tương ứng ta có giá trị y theo công thức này. Công thức sau thì chúng ta sẽ có được điểm y, và từ đó ta sẽ vẽ được đường elip. Tuy nhiên trong cái đường elip này thì do tính chất đối xứng của elip, chúng ta chỉ cần vẽ 1/4 của đường elip, sau đó ta lấy đối xứng qua cái trục tọa độ x và y thì ta sẽ có được một cái đường elip hoàn chỉnh. Khi chúng ta sử dụng phương pháp này để vẽ đường elip thì thuật toán nó sẽ bị chậm, bởi vì trong cái công thức tính y có sử dụng các phép toán bình phương và phép toán lấy căn căn bậc hai, thì chính cái phép toán này nó sẽ làm cho thuật toán chậm. Do vậy chúng ta có thể sử dụng thuật toán Presenhorn để vẽ đường elip. Còn trong clip này tôi xin giới thiệu là thuật toán Mixpool để vẽ đường elip. Thì cũng giống như thuật toán Presenhorn vẽ đường elip thì chúng ta chỉ vẽ 1/4 của đường elip, và chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta vẽ từ cái điểm A có tọa độ là 0b cho đến cái điểm Q có tọa độ x0 y0, và ta vẽ phần thứ hai là từ cái điểm B có tọa độ là a0 đến cái điểm Q. Trong đó cái điểm Q có tọa độ x0 thì điểm Q này chính là cái điểm tiếp điểm của cái đường tiếp tuyến, của đường thẳng tiếp tuyến với elip, và cái hệ số góc hay là độ dốc của cái đường thẳng này là bằng -1. Bây giờ ta tính cái tọa độ điểm Q0 này có tọa độ x0 y0 này, tôi sẽ tính x0 và y0. Thì tôi sẽ nhắc lại nhanh, bởi vì nếu các bạn muốn xem lại cách tính x0 y0 này thì sẽ xem cái clip mà vẽ đường elip bằng thuật toán Presenhorn thì tôi nói kỹ hơn. Ở đây tôi chỉ nói qua phương trình tiếp tuyến của elip tại điểm Q có tọa độ x0 y0 là như công thức x0 trên a bình phương cộng y0 trên b bình phương bằng 1. Và độ dốc của một cái điểm xy tại cái tiếp tuyến của elip thì nó sẽ tuân theo công thức là m bằng trừ fi trên fx, trong đó fx chính là bằng đạo hàm riêng của cái hàm fi fxy này, x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương trừ 1. Do đó ta có đạo hàm riêng của x sẽ là fx sẽ bằng 2b bình phương x, và đạo hàm riêng của y chính là fi là bằng 2a bình phương trên y. Từ công thức số 10, từ công thức m bằng trừ fx chia fx trừ fi chia fx, ta thế fx với fi vào thì ta sẽ có được m như trên. Và vì ta đang sát tại cái tọa độ x0 y0, do đó ta suy ra cái m của tại x0 y0 sẽ là bằng trừ 2a bình phương x0 trên 2b bình phương y0. Và theo quy ước quy định là độ dốc của cái đường thẳng tiếp tuyến tại điểm Q bằng -1, do đó ta thế vào công thức trừ 2a bình phương x0 trên 2b bình phương y0 bằng -1, từ đó ta rút ra được y bình phương theo công thức sau. Và do Q là một cái điểm thuộc đường elip, do đó nó sẽ tuân theo cái phương trình elip chính là bằng x0 bình phương trên a bình phương cộng y0 bình phương trên b bình phương bằng 1 như trong công thức hai sau. Từ hai công thức một sau và hai sau này ta rút ra được giá trị x0 và y0. Như vậy ta đã xác định được cái điểm Q có tọa độ x0 y0 là cái tiếp điểm giữa cái tiếp tuyến đường thẳng có hệ số dốc là -1 với cái đường elip. Thì cũng tương tự như thuật toán Presenhorn,
đối với thuật toán mid-pole này thì chúng ta cũng sẽ vẽ cái góc phần tư thứ nhất, nhưng mà ta vẽ thành hai phần. Phần thứ nhất là chạy từ cái điểm 0B cho đến điểm Q. Giả sử tại cái bước thứ y ta đã xác định được cái điểm là XIII, thì cái bước kế tiếp y cộng 1 ta phải xác định là cái tọa độ XY cộng 1 và YY cộng 1 này để ta vẽ. Thì trên cục hình, trên hình ảnh thì trong cái hệ tọa độ đề cát XY này, cái điểm tiếp theo có thể là ta chọn điểm S hoặc là chọn điểm B. Điểm S sẽ có tọa độ là XY cộng 1 đơn vị và YY trừ 1 đơn vị. Điểm B sẽ có tọa độ là XY cộng 1 đơn vị và YY. Tuy nhiên việc chọn P và chọn S thì chúng ta phải phụ thuộc vào một cái điểm M là cái trung điểm của đoạn SP. Vì điểm M là trung điểm của đoạn SP, do đó nó sẽ có cái tọa độ là XY cộng 1 đơn vị và YY trừ 1 phần 2. Trong phương pháp, trong cái thuật toán mid-pole thì chúng ta sẽ xác việc chọn cái điểm S hay điểm B vào phụ thuộc vào cái điểm M có tọa độ là XY cộng 1 đơn vị và YY trừ 1 phần 2. Đó là chúng ta chỉ so sánh cái điểm K là điểm chúng ta mong muốn vẽ thuộc cái đường elip với cái điểm M này. Nếu điểm K mà nằm trên điểm M, tức là điểm K gần điểm B, nên chúng ta sẽ chọn điểm B là điểm kế tiếp. Ngược lại, nếu như điểm K nằm dưới cái điểm M thì cái điểm Q chính là nó gần với điểm S, do đó ta chọn điểm S. Xin lỗi, là điểm K nó gần điểm S nên ta chọn điểm S. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng vì điểm K là điểm thuộc đường elip, điểm K là điểm thuộc đường elip. Do vậy, nếu như K mà nằm ở bên trên của điểm M, nghĩa là điểm M nằm ở phía trong đường elip. Ngược lại, nếu như điểm K là nằm ở dưới điểm M, tức là điểm M nó nằm ở phía bên ngoài của cái đường elip. Như vậy, cái bài toán của chúng ta quy về là chúng ta xem thử cái điểm M của chúng ta nó có nằm bên ngoài hay nằm bên trong của đường elip so với điểm B hay là điểm S. Thì theo tính chất của cái đường elip á, phương trình đường elip á, thì giả sử trong xác một cái điểm XY, thì do phương trình elip nó sẽ có dạng là x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương bằng 1. Từ đó chúng ta đặt cái hàm Fxy sẽ bằng b bình phương x bình phương cộng a bình phương y bình phương trừ a bình phương trên a b. Cái hàm này có được là ta nhân mẫu a bình phương lên và b bình phương lên. Ở phía bên một chính là bằng nhân cả hai a bình phương và b bình phương lên, và ta chuyển dấu thì chúng ta sẽ có được cái biểu thức Fxy bằng b bình phương x bình phương cộng a bình phương y bình phương trừ a bình phương trên b bình phương. Từ cái hàm này thì theo tính chất của elip ta có, giả sử nếu như ta gọi ta xác một cái điểm xy, nếu như cái điểm xy này á mà nó nằm ở bên trong cái đường elip thì cái hàm fxy của chúng ta sẽ nhỏ hơn không. Còn cái điểm xy á mà nó thuộc về đường elip, giống như trên màn hình á, tôi đang vẽ xy á, là nó thuộc nó nằm thuộc ở trên đường elip, thì cái hàm fxy của chúng ta nó sẽ bằng 0. Ngược lại, nếu như điểm xy của chúng ta mà nằm ở phía bên ngoài elip thì cái hàm fx này bằng 0. Đây là những cái điểm mà nằm ở bên ngoài elip, nằm ở phía bên ngoài này, thì cái hàm fxy của chúng ta nó sẽ lớn hơn 0. Chính vì thế, để xác được cái điểm M của chúng ta có nằm bên trong, bên ngoài hay là nằm thuộc trên elip, thì chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất của cái hàm fx này. Ta xác cái f của cái điểm M đó thì ta sẽ biết được điểm M nó nằm ở đâu, bên trong, bên ngoài hay là thuộc elip. Cụ thể như sau:
Từ cái phương trình fxy bằng b bình phương x bình phương cộng a bình phương y bình phương trừ a bình phương b bình phương thì ta đặt cái giá trị là pi bằng cái hàm f của điểm m đó, big ball. Mà cái điểm m đó là có tọa độ là xy cộng một đơn vị và yy trừ 1/2. À, mình nhìn vào trên cái hình ảnh trên slide thì chúng ta đã thấy được cái tọa độ của điểm m. Từ đó ta suy ra được là b chính là bằng b bình phương xy cộng một bình phương cộng a bình phương yy trừ 1/2 bình phương trừ a bình phương. À, có nghĩa là ta thay cái giá trị xy cộng một đơn vị này vào cái biến x và cái yy trừ 1/2 này vào cái biến y của phương trình sau thì chúng ta sẽ có được cái p như ở trên màn hình và ta ký hiệu đây là công thức số 1. Bây giờ từ cái công thức số 1 và từ cái tính chất của cái hàm fx ta đã nói ở slide trước thì ta thấy rằng nếu như p y nhỏ hơn 0 chính là cái hàm fxy của chúng ta nhỏ hơn 0 thì theo slide trước chúng ta đã có kết luận là gì? Là cái điểm m này nó nằm ở bên trong đường elip. Mà khi m nằm bên trong đường elip chính là m nằm dưới cái điểm k, là cái điểm ta mong muốn vẽ. Hay nói khác là điểm k nằm gần với điểm b, do vậy chúng ta chọn p. Mà điểm b nó sẽ có tọa độ là xy cộng một đơn vị và yy. Hay nói khác, cái tọa độ ở giá trị x của cái bước kế tiếp, tức là xy cộng một đó sẽ chính bằng xy cộng một đơn vị. Và cái trục giá trị của y ở cái bước kế tiếp đó là yy cộng một á, chính là bằng yy, nó không thay đổi. Trường hợp khi b lớn hơn hoặc bằng không, tức là cái hàm fx của chúng ta nè nó lớn hơn bằng không, mà lớn hơn bằng không tức là cái điểm m nó nằm ở phía bên ngoài, nằm ở phía bên ngoài của đường elip. Mà khi m nằm bên ngoài đường elip có nghĩa là cái điểm m nó sẽ nằm ở trên cái điểm m của chúng ta, nó sẽ nằm trên cái điểm k. Mà nó nằm trên điểm K có nghĩa là điểm K gần điểm X, do đó lúc này chúng ta chọn điểm X như là điểm kế tiếp để chúng ta vẽ. Và cái điểm X này nó sẽ có tọa độ là XY cộng 1 đơn vị và YY trừ 1. Hay nói cách khác là gì? Cái giá trị của X của cái bước thứ Y cộng 1 nó sẽ bằng là XY trước đó cộng thêm 1 đơn vị. Và giá trị y của cái bước y cộng 1 là xy cộng 1 này nó sẽ bằng giá trị của y trước đó trừ đi 1 đơn vị. Từ đó ta sẽ tính được giá trị của PI cộng 1 chính là bằng f xy cộng 1 cộng 1 đơn vị và y cộng 1 trừ 1/2. Và ta thế các giá trị xy này vào cái biểu thức của cái hàm fxy thì lúc đó ta sẽ có công thức là bi cộng 1 chính là bằng b bình phương nhân xy cộng 1 cộng 1 tất cả bình phương cộng a bình phương nhân với yy cộng 1 trừ 1/2 tất cả bình phương và trừ a bình phương b bình phương. Tại cái bước y cộng 1 như ta đã nói slide trước thì cái giá trị xy cộng 1 đó chính là bằng xy trước đó cộng thêm 1 đơn vị. Do đó ta thay chỗ nào có giá trị là xy cộng 1 thì ta thay vào là giá trị là xy cộng 1 đơn vị. Còn cái chỗ nào yy cộng 1 thì ta thay bằng yy. Khi ta thay vào và ta tính cái hiệu là bi cộng 1 trừ bi vào thì ta suy ra được cái giá trị bi cộng 1 chúng ta chính là bằng bi trước đó cộng 2xy cộng 3 b bình phương cộng a bình phương nhân với yy cộng 1 trừ 1/2 bình phương trừ yy trừ 1/2 tất cả bình phương. Đây là công thức số 2. Từ cái công thức số 2 này ta thấy rằng là gì? Trong trường hợp bi nhỏ hơn 0 thì chúng ta đã chọn b. Chọn b tức là xy cộng 1 bằng xy cộng 1 và yy cộng 1 bằng yy. Ta thấy hai cái giá trị này vào trong cái biểu thức số 2.
Và lúc đó ta sẽ có được là BI cộng 1 chính là bằng BI trước đó cộng cho 2XY cộng 3 nhân B bình phương tại công thức số 3. Trường hợp BI lớn hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta sẽ chọn S, tức là cái giá trị XY cộng 1 sẽ bằng XY trước đó cộng 1 và YY cộng 1 chính là bằng YY trừ 1 đơn vị. À, ta thay cái giá trị này vào trong cái công thức sau này. Vào công thức số 2, vào công thức số 2 thì ta sẽ có được là BI cộng 1 bằng BI trước đó cộng cho 2Y cộng 3 nhân B bình phương trừ 2A bình phương Y trừ 1. Ta cứ hiểu đây là công thức số 4. Như vậy ta có công thức tính được BI. Từ cái BI nhỏ hơn 0 hay là BI lớn hơn 0, ta sẽ có cái tính BI cộng 1. Và khi ta có công thức BI cộng 1 thì ta đã biết được cách chọn điểm P hay là chọn điểm S cho cái điểm kế tiếp. Tương ứng với P và S thì ta sẽ thay đổi giá trị của X cũng như ta thay đổi giá trị của Y trong trường hợp B nhỏ hơn 0 cũng như trong trường hợp B lớn hơn bằng 0, như trong công thức số 3 và số 4. Để tính cái giá trị B cho cái điểm xuất phát, điểm xuất phát chính là điểm có tọa độ X bằng 0 và Y bằng B. Thì ta thay chỗ nào x bằng 0 và y bằng b vào công thức tính BI ở slide trước thì chúng ta sẽ có B1. Bây giờ chúng ta tính ra được chính là bằng B bình phương trừ A bình phương B cộng B bình phương chia 4 ở công thức số 5. Như vậy ta đã có được B1, có được BI cộng 1, trường hợp BI dương hoặc là BI âm. Và ứng với BI dương BI âm ta đã chọn được điểm S hay là chọn điểm P. Như vậy lưu đồ thuật toán của thuật toán midpole vẽ đường elip nó hoàn toàn giống như lưu đồ thuật toán vẽ của thuật toán Brisingham vẽ đường elip. Nó chỉ khác các giá trị là B1, BI cộng 1 và cách chọn P và chọn X mà thôi. Cụ thể ta tương tự như trong thuật toán Brisingham thì cái lưu đồ nó như thế này. Trong lưu đồ này đầu vào cũng là một đường elip, tâm là XCIC, trục X có giá trị là A và trục Y có giá trị là B. Đầu ra là đường elip nhưng mà là chỉ là cái phần thứ nhất thôi, là từ cái giá trị cái điểm 0B cho đến cái điểm Q. Điểm Q như ta nói đây là gì? Là cái tiếp điểm của cái đường tiếp tuyến có hệ số góc là bằng trừ 1 với cái đường elip. Thuật toán bắt đầu, chúng ta sẽ lấy giá trị cái điểm bắt đầu là điểm x bằng 0 và y bằng b. Ta tính cái b1 theo công thức số 5, b bình phương trừ a bình phương b cộng a bình phương trên 4. Ta tính cái giá trị x0 là cái giá trị của trục x của cái điểm quy mà cái điểm tiếp tuyến mà giống như tiếp điểm mà chúng ta đã nói. Sau khi có x có y, chúng ta vẽ 4 điểm tâm C. Ta đi vào vòng lặp. Trường hợp cái x nó chưa bằng cái điểm x0 là cái điểm tiếp điểm á, tiếp tuyến với là đường elip á, thì ta sẽ vào vòng lặp. Nếu như trường hợp mà cái điểm x của chúng ta nó chạy lớn hơn hoặc bằng cái x0 thì ta sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Trường hợp nào chúng ta thoát khỏi vòng lặp. Trường hợp x vẫn còn chạy thì ta xác P. Nếu P nhỏ hơn 0 mà đúng thì ta chọn điểm P. Mà ta chọn điểm P thì ta sẽ tính lại giá trị của P theo công thức như ở slide trước tôi đã nói. Và ta sẽ cập nhật lại cái giá trị của X tăng lên một đơn vị. Ta chọn B, mình nhìn vào đây thì X chính là bằng gì? X trước đó cộng 1. Và Y thì không có thay đổi. Và ta có X có Y thì ta vẽ 4 điểm tâm C và ta quay trở về lại một vòng lặp. X vẫn còn nhỏ hơn X0 thì ta xác P. Nếu như trường hợp này P mà nhỏ không là nâu, là không là P lớn hơn không á, thì khi P lớn hơn không chúng ta chọn điểm S. P lớn hơn chúng ta chọn điểm S. Điểm S thì điểm mà có cái trục X là tăng lên một đơn vị và cái trục Y là bị giảm một đơn vị. Do đó nếu như khi chúng ta đã chọn điểm S rồi thì chúng ta sẽ cập nhật cái P theo công thức trường hợp là P lớn hơn không và ta giảm Y đi một đơn vị. Sau khi ta giảm y thì ta cũng tăng x lên một đơn vị và ta là vẽ tâm C và ta vai về lại vòng lặp.
Trường hợp now, x đã vượt qua x không thì chúng ta sẽ đi cái đường bên phải, chúng ta kết thúc. Và với cái này, lưu đồ thuật toán này, thì cái code của cái thuật toán của Big Boy nó giống như trên màn hình. Ta sẽ tạo ra một cái hàm, định nghĩa một cái hàm là elif Big Boy. Các lệnh ở trong khối hội chữ nhật này chính là cái lệnh float khai báo biến p, khai báo cái biến y và x và gắn giá trị 0 và b, tính giá trị x0 của cái điểm q và tính cái biệt thức p1 và vẽ 4 điểm. Và trong vòng lặp y khi x nhỏ hơn bằng x0 thì ta xét p mà nhỏ hơn 0 thì ta chọn điểm p. Ta chọn điểm b và ta cập nhật là b. Và trường hợp p không lớn hơn 0, ta thực hiện các lệnh sau eo chính là cập nhật là cái p. Lúc này ta chọn điểm x đây, cập nhật là p và giảm y. Mặc dù cho dù chúng ta chọn x hay là chúng ta chọn p thì cái y của chúng ta cũng sẽ tăng lên một đơn vị, do đó thoát ra khỏi cấu trúc if else ta tăng x lên một đơn vị và sau đó có x có y ta vẽ lại 4 điểm ở cái giá trị của x y mới. Và cái hàm để vẽ 4 cái điểm đối xứng bằng open GL thì chúng ta định nghĩa cái hàm như trên màn hình. Hàm này ta đặt định nghĩa là draw for ball, trong đó XC, IC là hai cái tham số biểu diễn cho góc tâm của đường elip và XY là các giá trị của trục X và trục Y. Bắt đầu vẽ điểm thì ta dùng dùng cái lệnh là GL begin, dùng cái hàng số GL pole, và để vẽ điểm thì ta dùng cái hàm là GL vertex. Ở đây ta vẽ 4 điểm, ta dùng 4 cái hàm GL vertex. Sau đó chúng ta kết thúc vẽ 4 điểm bằng cái lệnh GLN. Như vậy là tôi đã trình bày xong cái thuật toán vẽ cái phần thứ nhất của cái phần tư elip là từ cái điểm là 0B cho cái đến điểm Q. Còn vẽ cái phần thứ hai là từ cái điểm A0 cho đến điểm Q thì chúng ta vẽ ngược lại hoàn toàn tương tự. Chúng ta chỉ cần thay đổi vai trò của x và y của A và B, tức là chúng ta hoán đổi chúng trong thuật toán. Nó tương tự như thuật toán Bresenham mà khi ta vẽ phần thứ hai từ cái điểm có tọa độ là A cho đến cái điểm là Q thì nó hoàn toàn giống như thuật toán Bresenham. Và cụ thể tôi sẽ trình bày cái đoạn code nó như sau. Trên màn hình chúng ta có cái thuật toán là elip mixed. Đây là một cái đoạn code viết bằng mixed. Trong này cũng tương tự trong các như các slide khác, để vẽ bằng cái thư viện OpenGL thì công việc đầu tiên ta cũng khai báo cái hàm init GL này để thiết lập xóa mà và thiết lập cái màu của cửa sổ ứng dụng. GL author là thiết lập tọa độ vẽ. Cái hàm định nghĩa cái hàm draw for pole để vẽ 4 cái điểm tâm XC, IC. Và cái hàm để định nghĩa vẽ cái đường elip bằng cái thuật toán mid-pole thì đầu vào là tâm XC, IC, tâm của elip và hai cái tham số trục X và trục Y là AB. Ta khai báo và gán giá trị cho X bằng 0, Y bằng B. Tính toán cái giá trị X0, Y0. Sau đó chúng ta tính cái biểu thức P1 như trong slide. Và sau khi có x và y, chúng ta vẽ 4 điểm theo tâm XCIC và cái giá trị XY này. Ta đi vào vòng lặp y khi x vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng x0. Ta sẽ xác cái giá trị của cái hàm p này. Sau khi tính p thì nếu như cái p này mà nó nhỏ hơn 0 thì ta sẽ cập nhật p này theo công thức là điểm b. Và trường hợp ngược lại b lớn hơn 0 chính là ta thực hiện các lệnh sau eo. Ta nghĩa là ta chọn điểm s, điểm s thì ta cũng phải cập nhật lại cái giá trị của p và giảm y lên một đơn vị. Mặc dù chọn s hay là chọn b thì ta cũng lại phải cập nhật lại giá trị của x vì x nó sẽ tăng lên. Và ta vẽ 4 điểm. Như vậy cái đoạn cây này là chúng ta vẽ
cái phần 1, phần 1 của 1 phần 4 elip. Bây giờ để vẽ cái phần 2 từ cái điểm có cái tọa độ là x bằng a và y bằng 0, thì theo như tôi nói là chúng ta chỉ cần hoán đổi cái vị trí, cái giá trị a thành b và x thành y, thì chúng ta sẽ vẽ được cái nhánh thứ hai. Do vậy từ cái công thức này ta thấy là p là bằng pb bình phương trừ a bình phương nhân b cộng a bình phương trên 4. Thì ở cái đoạn thứ hai, cái phần thứ hai thì ta thay chỗ này sẽ là a bình phương, chỗ này sẽ là b bình phương nhân với a cộng b bình phương chia 4. B nhỏ hơn 0 thì ta cập nhật b, chỗ này sẽ là a bình phương 2 nhân với đây x, thì mình đổi lại giá trị cái x thành là y. Tương tự như vậy, trường hợp mà b nó nhỏ không nhỏ hơn 0, lớn hơn 0 á, thì chỗ này là b bằng b bình phương thì ta sửa là a bình phương, chỗ này 2 nhân x ta sửa là 2 nhân y, 2 nhân a bình phương thì ta sửa là 2 nhân b bình phương, y trừ 1 thì ta sửa là y bằng x, y giảm một đơn vị thì ta sửa là x giảm một đơn vị, y tăng một đơn vị thì ta sửa là x tăng một đơn vị thì ta sửa là y tăng một đơn vị, và cụ thể là cái lệnh hoàn toàn ở dưới này, hoàn toàn giống lệnh trên, ta sẽ sao chép xuống và ta chỉ thay đổi giá trị của a, của b bằng a và của a bằng b, của y bằng x và của x bằng y, và ta cũng vẽ như thế. Và cái hàm định nghĩa thêm một cái hàm nữa, my display, để xóa màu trong một nệm khung, thiết lập màu ở đây, màu của đường elip là 100, như vậy có nghĩa là màu đỏ. Gọi cái hàm elip visible chúng ta đã định nghĩa trên để vẽ ra một cái đường elip tâm có tọa độ là 00, trục A, trục X ấy, là độ dài 300 pixel, trục Y là 200 pixel. Thiết lập một cái khung nhìn là có độ dài là 640 pixel, chiều cao là 480 và cái góc là có tọa độ 00. Sau đó chúng ta vẽ xong elip thì ta sinh ra cái elip và đẩy ra vùng nền khung bằng cái hàm GL float. Và cuối cùng là chúng ta sử dụng cái hàm main. Hàm main thì các lệnh 76 cho đến 81 là chúng ta thiết lập màu, chế độ màu là RGB và tạo ra một cái cửa sổ ứng dụng để chứa cái hình elip. Câu lệnh 83 này là initGL này là sẽ gọi sử dụng hai câu lệnh, là câu lệnh thứ nhất đó là xóa màu và thiết lập màu này là màu đen, màu đen của cửa sổ ứng dụng đấy, và GL author này là thiết lập tọa độ vẽ. Và sau đó chúng ta sẽ gọi cái hàm GLOOD display function này là xử lý sự kiện hiển thị cửa sổ ứng dụng, và sự kiện nó sẽ gọi cái hàm my display. Mà trong cái hàm my display này chúng ta đã định nghĩa có gọi một cái hàm elip midbone để vẽ đường elip, và cuối cùng GLOOD mainload là vòng lặp đợi chờ để xử lý những cái sự kiện tiếp theo nếu có. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái code. Bây giờ chúng ta sẽ thực thi bằng cái lệnh execute, chọn compile run. Như vậy trên màn hình chúng ta sẽ thấy là gì? Ta đã vẽ ra được một cái hình elip màu đỏ trên cái nền màu trắng nằm trong một cửa sổ ứng dụng. Cửa sổ này đây là có tiêu đề là demo thuật toán vẽ đường elip Mistborn. Như vậy tôi đã trình bày xong cái thuật toán Mistborn để vẽ đường elip. Đoạn code của này sẽ mọi người hãy kích mở rộng cái phần giới thiệu ở phía dưới để thấy đường link để đến cái đường code, đường link để đến download cái code tham khảo này về. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.